Chào các bạn, hôm nay Tâm nấu hủ tiếu. Nấu hủ tiếu thì Tâm có sườn heo, thịt heo, tôm, thịt xay, trứng cút, củ cải, củ cải mặn, cà rốt, cần tây, hành tây. Rồi Tâm có miếng mỡ heo để làm tóp mỡ, hành tỏi. Tâm ăn bằng cái sợi phở tươi với gói mì nữa. Tâm mua mì để ăn hủ tiếu mì. Đây là mì, mì tươi mình sẽ trộn và ăn với bánh phở tươi. Rau ăn kèm thì mình có giá hẹ, xà lách, hành ngò. Thịt với sườn thì Tấm đã trụng rửa sạch và trụng qua nước sôi rồi các bạn. Nấu nước dùng bằng tôm khô với mực khô. Gia vị thì có hạt nêm, bột tỏi, muối và gia vị nấu hủ tiếu Nam Vang. Bây giờ Tấm sẽ bắc một nồi nước lên để nấu hủ tiếu. Bắc nồi nước lên thì Tấm sẽ cho tôm khô vô và mực khô, mực nhỏ nhỏ này thì Tấm nướng rồi. Tấm nướng thơm rồi, giờ Tấm xé nhỏ nhỏ bỏ cho ngọt nước đó các bạn. Bây giờ Tấm cho vô trong nồi nước dùng một ít muối. Và củ cải mặn thì cắt nhỏ nhỏ bỏ vô luôn. Đã rửa sạch rồi mình bỏ vô cho nó có cái nước của cái mùi ra, cái mùi hủ tiếu đó các bạn. Và thỉnh thoảng thì mình canh mình vớt bọt. Rồi bây giờ mình bỏ cái miếng thịt heo với sườn vô nồi nước lèo mình nấu. Giờ Tâm bỏ vô nồi nước lèo một củ hành tây, mấy cọng cần tây để lấy mùi thơm thôi. Xong rồi mình vớt mình bỏ đi. Mấy củ hành tím, ba củ hành tím. Rồi Tâm cắt khúc cái củ cà rốt ra để bỏ vô nồi nước, nhưng mà mình bỏ vô sau. Cà rốt này nó nhanh chín lắm. Bây giờ Tâm cắt củ cải trắng với cà rốt ra để lát nữa mình bỏ vô nồi nước lèo. 8 giờ làm giờ canh hớt bọt, vớt cái bọt đi cho nồi nước nó trong. Bây giờ mình để lửa nhỏ thôi, medium thôi, cho nó sôi liu 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 liu, nó ra hết cái nước ngọt của các cái thứ rau củ mình bỏ vô đó với cái xương. Mình cứ để lửa nó sôi như vậy đó tới khi nào được thì thôi. Bây giờ Tấm bắt cái chảo lên bếp để xào thịt xay. Thịt xay thì Tấm cũng đã ướp với hạt nêm, tiêu, rồi một ít dầu hào. Cà rốt thì cắt hạt lựu. Bây giờ Tấm thả luôn mấy con tôm vô nồi nước dùng này, Tấm luộc tôm trong này luôn. Trong khi đó thì bắt chảo để xào thịt, Tấm nấu hai bếp một lần cho nó nhanh. Giờ cái chảo nóng Tấm cho dầu vô, cho dầu ăn vô chảo. Tấm cho hành tỏi băm vô. Cái hành tỏi nó vàng thơm rồi Tấm cho thịt vô, Tấm xào luôn. Thịt xay Tấm ướp nãy giờ Tấm xào trong này luôn. Bây giờ Tấm sẽ cho vô trong nồi nước lèo một ít đường phèn. Rồi quay lại xào cái chảo thịt. Khi thịt nó săn săn rồi đó là mình cho cà rốt vô. Rồi Tấm đổ luôn cà rốt đã cắt hạt lựu sẵn cái nè, xào chung với thịt luôn.
Tôi cho vô chảo thịt một muỗng gia vị hủ tiếu Nam Vang. Rồi tiếp tục xào cho cà rốt chín và thịt, thịt cà rốt chín mà nó cũng ráo nước lại săn lại là được rồi. Tắt bếp, quay lại cái nồi hủ tiếu. Coi tôm chín thì tấm vớt tôm ra. Tôm cho vô chảo thịt một ít tiêu. Rồi trộn đều lên rồi để qua một bên là xong cái phần thịt. Rồi đẩy qua một bên để đó. Giờ tấm vớt tôm ra. Tôm đã chín rồi, nổi lên rồi. Giờ tấm vớt hất bớt cái bọt đi đã. Rồi lấy tôm ra. Xong rồi tấm vớt luôn cái miếng thịt ra. Thịt cũng đã được rồi. Vớt ra cho nó nguội rồi mình xắt. Giờ ta mới bỏ củ cải trắng vô. Còn củ cải đỏ thì bỏ vô sau cùng. Cà rốt nó rất là nhanh mềm, củ cải thì nó lâu hơn, cho nên cho nó vô trước để nấu cho ngọt nước. Vì mình hồi mình ăn hủ tiếu mình sẽ ăn luôn cái phần miếng củ cải á. Cho sôi dài dạo rồi mình bỏ cà rốt vô. Bây giờ tấm đi cắt cái mỡ ra để làm tóp mỡ. Lạng lấy cái da ra, cái da để bữa nào mình nấu bún riêu. Vừa cắt mỡ thì tấm cũng quay lại tiếp tục hớt bọt của cái nồi hủ tiếu. Tại vì hồi nãy mình luộc tôm cho nên nó có cái màu của gạch tôm đó. Giờ mình cũng vớt hết bọt lại cho cái nước nó trong. Nồi nước hủ tiếu đã trong rồi. Bây giờ tấm sẽ lấy bò viên để bỏ vô đây luộc chung luôn. Tấm bỏ mấy viên bò viên vô đây luộc luôn. Luộc trong nồi nước lèo cho nó nhanh. Khi mình ăn là mình sắc ra thôi. Còn mấy bữa đó không nhớ cái tấm mà khi ăn nó đi luộc cái bò viên. Luộc nhanh thì nó không có ngon mà luộc lâu thì chờ lâu quá. Nên rút kinh nghiệm luộc chung trong nồi nước lèo luôn. Giờ tấm bỏ vô trong nồi hủ tiếu 2 muỗng gia vị hủ tiếu Nam Vang. Hai muỗng hơn tí. Tại vì hồi nãy mình đã có bỏ muối vô rồi. Nên giờ sợ mặn á. Giờ tấm vớt bỏ hết mấy cái cọng cần. Tại vì cái nồi nước lèo cũng đã được rồi đó các bạn. Giờ vớt bỏ mấy cọng cần cho cái nồi nó gọn, nó trong. Khi mình múc ăn cho nó dễ. Thì cần mình chỉ nấu lấy nước, lấy mùi thôi. Chứ không có ăn cái cần này. Nên giờ tấm vớt hết ra cho nó gọn. Giờ tấm sẽ nêm lại cái nồi hủ tiếu và là xong rồi đó. Nếm lại vừa ăn hay chưa. Để mình gia giảm á, mình thêm cái gì hay là như thế nào cho nó vừa ăn. Được rồi, giờ tấm sẽ đẩy cái nồi qua một bên. Đẩy cái nồi hủ tiếu qua bên này để đó. Nồi hủ tiếu xong rồi, bây giờ tấm sẽ đi làm tóp mỡ. Mỡ mình sắc xong rồi, mình trước khi sắc thì tấm đã rửa muối sạch sẽ rồi. Bây giờ tấm sẽ bắt cái nồi nước lên tấm luộc cái mỡ mà mình đã sắc rồi đó các bạn. Mình sẽ luộc qua đi rồi mình mới thắng. Hơi kỳ công một chút nhưng mà nó ngon. Khi nước nó sôi thì tấm cho cái mỡ vô tấm luộc. Trụng qua rồi mình sẽ đổ ra và để ráo rồi bắt đầu thắng. Giờ mỡ tấm đã đổ ra để ráo trên rổ rồi. Em bắt lên cái nồi lên lại và cho vô một chút xíu nước rồi cho mỡ vô thắng. Phải có một tí nước các bạn thì nó mới không bị cháy lên đó. Chứ không phải là thắng trên cái nồi khô. Rồi mình cho mỡ nó sẽ sôi lên trong một chút nước đó rồi nó ra hết cái mỡ. Thì mình bỏ cái mỡ, nước mỡ đi, mình chỉ lấy cái tóp mỡ thôi. Đây bây giờ đây là cái nồi hủ tiếu của Tám nè. Gồm có tóp mỡ. Thịt luộc tấm sắc ra rồi, tôm, trứng cút luộc lột sẵn và thịt
xay xào với củ với cà rốt cắt hạt lựu. Bây giờ Tâm sẽ đi trụng mì. Trụng mì thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước đá sẵn. Giờ Tâm trụng mì trong cái nồi nước của Tâm thì Tâm cà ra cho vô một chút dầu trong đó. Nước thật là sôi lên thì bắt đầu Tâm trụng mì trong đó 15 giây thôi là lấy ra bỏ vô thau nước đá liền. Tâm làm từng ít vậy đó chứ không có làm nhiều cùng một lúc. Thì bỏ nước đá thì cái sợi mì nó sẽ săn cứng lại như vậy đó các bạn. Nhưng mà một lát nữa mình lấy ra khỏi cái thau nước đá đó, mình để ráo rồi á, ăn nó ngon lắm. Ok. Let's go. Qua đống rau này, có một cái chuối mới trồng mà nó lớn dữ sợ. Lâu lắm rồi nay mới đi bộ lại các bạn. Nó nóng quá đó, không dám ra ngoài luôn. Mà bữa nay thì đỡ nóng rồi. Lâu lắm rồi nay mới đi bộ lại. Coi ở khu mobile home này có cái gì thay đổi không? Giờ mình đi hướng nào trước ha? Trời tối liền bây giờ. Bây giờ cũng chiều rồi. Đi hướng nào? Rẽ phải theo kia đồng hồ đi. Kia đồng hồ điện tử ha? Đi theo chiều kia đồng hồ điện tử. Có cái gì khác lạ ở cái khu nhà này không? Rất phát triển. Bây giờ thì nhà thêm cũng nhiều, dân cũng đông. Cô biệt thự mua bộ không? Đã bắt đầu ký. Mình đi coi ba lì bị bỏ ngoài hiên, sủa theo. Tay ta đi nó sủa theo. Sủa. Xuyên đi chứ hả? Về rồi đi, về rồi đi. Tính đi làm hả? Tính đi làm. Đang có con bạn ở gần đây có nuôi hai con mèo mà đi San Antonio chơi nên giờ Trang phải qua cho hai con mèo nó ăn. Nhớ sực lại chưa cho hai con mèo con nhỏ nó ăn rồi. Chạy đi cho mèo ăn rồi chạy về giờ. Tính đi làm gì? Thế nó đi làm việc của nó. Nó có cái rồ nào, rào nào, tối nay, chiều nay nó đi mấy tiếng. Đi xíu nó về. Hủ tiếu thì nấu rồi. Xíu nữa nó về thì nó ăn. Chắc là con Miu có ăn mà không? Miu hồi trưa hứa con qua ăn mà về làm bài rồi. Ủa đó nó có con đường mòn ha. Đường chắc ba cái xe của tụi nó đi vô trong đấy có đổ đống đất gì kia kìa. Đó mướn xe chạy chơi được á. Costco này bán xe nó nhiều ghê. Xe mười mấy ngàn. Mấy ông tới coi nhiều ghê chứ mấy ông thấy chắc thích lắm á. Mua để đi trong trong vườn, trong làng, trong xóm. No! Stop! Stop! Trời ơi, nhỏ xíu, dễ thương hả? Sữa già dặn ghê. Thôi chạy. Hello! Ủa cái bà kia có con bà có con chó giống như con sóc á. Lâu ghê mình không có đi bộ không gặp lại bà. Hồi ở nhà là có người mua ở đây không? Nhà hai phòng ngủ nè. Nhà kiểu này là hai phòng. Mấy căn mới bỏ vô giờ người ta ở hết. Lâu quá nóng quá không có đi bộ, nay mới đi bộ lại. Ừ, bán nhanh đi. Tưới cây nhìn nhàn hạ chưa? Ngồi ghế tréo chân lên tưới cây. Được cái ghế ngồi một mình tưới cây, còn bà ngồi đất. Cái bà chứ cái ông gì ngồi bà tướng ở nhàn hạ kia.
cái cỏ. Cái này nó trồng cỏ nên nó tưới mà xanh ghê không? Tưới nhiều nước lắm đó. Mấy thằng này đi làm công trình xong đi xe truck không nè, đổ thêm ra chỗ này bự là đậu xe thoải mái ghê nè, 5 chiếc xe đổ thêm bề ngang đậu nó dễ. Chỗ này cũng giống chỗ nhà mình, đậu thoải mái. Nhà này trồng cây trong chậu cho nên cây cũng còn xanh um, không có bị chết cây. Cái nhà này có người ở không ta? Sao vắng vắng vậy? Cái sơn màu này nhìn cái nhà cũng chắc chắn quá ha. Cái sơn tự nhiên giống như hai cái trụ hai bên nè. Đẹp chứ bộ ha. Giống như hai cái trụ ha. Có viền 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 lên đẹp ha. Trời, bà chó dễ thương chưa đi. Hello. Hello. Dễ lắm, dữ lắm. No. Stop. Dữ. No. No. Mình là trồng chuối lớn lâu lắc rồi, bà trồng kỳ với mình đó. Nó lớn chút xíu à. Trời, mình trồng chuối lên lớn nhanh như thổi luôn. Nó cũng chịu đứng hoài ha, chứ đâu có tưới nước gì đâu. Cây cắt rồi để tròn theo cái đường đi thông phải không? Cái này phải cái thông đâu, phải cái thông à? Cái sồi đó, cái này họ bán làm củi, củi đốt cho. Ở đông ghê vậy, 5-6 chiếc xe vậy. Ở đông à. Nhà có 3 phòng ngủ mà sao xe tới 5 chiếc. Ở chặt chội. Nhà này nó làm đẹp á nha. Nhà này nè, nó mua cái này vậy để xe vô nè. Rồi nó làm cái đường đi vô nhà, cây cối rồi làm nó dễ thương. Cũng vậy thôi, cái nó cuốn cửa lên cái nhìn cái kiểu nhà nó vui vẻ quá ha, nó mở ra thoải mái luôn. Cho ngoài đường nhìn vô thấy nhà giống như nhà Việt Nam mình đó, cửa mở ra. Nhà Việt Nam mà có cái gì đẹp phải để trước, cửa thì phải mở bự 4 cánh 6 cánh, quen được vui. Trời ơi, đẹp ông đẹp chưa? Trong cháu xích đu rồi nữa. Mấy nhà này có mấy cái hiên vui ha. Bự ha. Không có hiên. Bữa có căn nào để bán ở chỗ này, căn màu nâu kia kìa. Thì sell by owner, bán bởi chủ nhà chứ không phải chủ đất. Xóm này vui nè. Được cái con cá theo bay trên nước rộng khó. Mấy chủ khu này chỗ nào cũng vậy mà. Đó thằng quy hoạch trước nó làm rồi, lại thì nó làm dư. Chỗ này, khu này thì chỗ nào cũng từ đường vô nhà nó rộng, nó thoáng. Cỏ giả kìa, nhìn nó mắc cười quá ha. Nhìn nó xanh giả tạo quá đi. Cỏ giả mà mua cỏ mắc tiền á, nó mới có màu xanh giống cỏ thiệt ha.
Chứ đi mua cái rẻ tiền về nó xanh như một miếng nhựa ghê, nhìn còn ớn hơn để không. Nhìn như để cái miếng bạc không thấy ớn. Ờ xa xa nhiều ghê. Nhà nào cũng ở là 2-3 chiếc xe, 3 chiếc, 4 chiếc. Nhà thì nhỏ chứ ở chắc cũng nhiều á. Nhà này cỏ nó xanh ghê. Đẹp nha. Chiều rồi. Chiều tối rồi. Trời giờ nó mát mát cũng dễ chịu này. Từ nay sắp tới là đi bộ được. Thời tiết bắt đầu nó thay đổi. Chuẩn bị vô mùa thu. Rồi vô mùa đông. Là lạnh cống luôn. Rồi bắt đầu mặc áo lạnh. Đi lên quanh lại về chốn cũ, đi dâm phúc lại về chốn cũ, một buổi chiều nao nồng cay. Mình là thấy nó xưa rồi, bây giờ bên đây không thấy có gì hết. Trong đây nó sống nó xưa, nó có sầm uất vì dầu hồn bay. Bây giờ xe cũng phải đều đi ngay chiều. Gần đường nó căng này nó thụt vô sau nè. Cái đường này nó căng mà. Một buổi chiều nào lòng thấy xôn xao, xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mới xa lắm trên đường biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Nhà đây có xe. Phố núi cao, đi đâu trời? Chơi lễ rồi. Phố núi đầy sương, phố núi thanh thang, nên phố tình thâm. Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc bằng. Thôi đi bộ đã về đến nhà rồi. Đúng rồi. Mình ăn hủ tiếu. Trộn hủ tiếu bỏ vô thịt tôm trứng cút. Rồi hâm cho nước nó sôi lên. Bếp lên cho nó sôi. Bỏ vô đây hai cái cục sườn. Thêm vô đây hành phi. Ăn hành phi không? Ăn hành phi không? Không hả? Không hả? Ừ? Hành phi đây lát ai ăn thì bỏ vô. Thế thôi, xong rồi.
bưng ra. Giờ mình ăn hủ tiếu. Mình nêm vô đây một miếng nước tương rồi. Giờ mình cho cần với lại xà lách vô. Cái này là đúng là người ta không ăn xà lách mà ta ăn cái gì á? Baro. Baro là cái gì? Rồi mời cả nhà ăn hủ tiếu. Hấp thử cái nước thấy con. Rất là ngon. Rất là vừa ăn. Rồi vô đây mà. Chút xương. Xương phở. Xương ớt. Là mình thưởng thức hủ tiếu mì bò viên. Nhớ bữa đi ăn cái tô hủ tiếu đó. Sợ nó mặn. Hủ tiếu bà Tám. Hủ tiếu bà Tám thơm ngon tới giọt cuối cùng. Bà Lê hiểu gì không? Bà Lê có hiểu mẹ nói gì không? Bà Lê, come here. Bà Lê có hiểu thơm ngon tới giọt cuối cùng là gì không? Không hiểu hả? Không hiểu thôi. Không hiểu gì, không hiểu gì, học lại.